Ok, chào mọi người. Thì clip này mình sẽ làm một bộ dàn ghép giữa cái con Onkyo N7 số 5 với lại cái cặp Victor A103 nha mọi người. Đó thì cặp loa này thông số của nó là 6 ohm và 200W một cặp nha mọi người, là 100W một loa á. Thiết kế bên ngoài bọc cái lớp khá là đẹp mọi người. Nói chung cái hàng này ra mắt rất là lâu và nhưng mà cái lớp ngoài vẫn còn rất đẹp. Cặp này được người Nhật, người ta chủ người ta giữ khá là tốt rồi, nguyên bản mọi người, tất cả nguyên bản chưa có làm lại gì cả. Cái con này nó sản xuất theo cái lối là flat thôi mọi người. Flat design nghĩa là trên mặt này nó phẳng rồi. Cái trép nó cũng thụt vô này, và cái bass nó cũng thụt vô trong này. Chung cũng khá là đẹp rồi. Mình sẽ kêu một cái đĩa thứ hai nha mọi người. Cái đầu Onkyo này thì có giải mã nha mọi người, giải mã cộng quang, giải mã optical rồi giải mã từ cái CD này, cái lộn từ cái cổng USB người, nó đọc được ổ cứng luôn á, đọc được ổ cứng lên tới 2 TB người. Ok. Mà số 9 luôn rồi. Play. Thank you.
một niềm tin vừa tới. Phải không anh? Tình ơi, khi đắm say đời em sao chẳng may, mới tìm vào một lần mà tình đã cao bay. Con đường yêu nhiều dòng tố hôm qua đã hoang tàn vì vắng chân người xa. Bóng cô đơn tràn vào ngõ tối, tiếng mưa đêm hoàn lệ tình cuối. Cô nhân ơi, lòng chết khi xa người. Bóng cô đơn tràn vào ngõ tối, tiếng mưa đêm hoàn lệ tình cuối. Cô nhân ơi, lòng chết sẽ mở. Wow. Mọi người đợi xuống xíu nha, cái này hết pin rồi.
Ok, bằng kiều người, bằng kiều Thanh Lan. Màn đêm dần buông, lặng lẽ cô đơn mình anh ngồi đây, hát cho cuộc đời với nỗi đắng cay tràn dâng, cất lên lời ca thiết tha và mời tình yêu cho cánh bay xa đến với anh. Dù đã như mây mù khơi, người ơi, ước mong bên người đắm đuối lãng quên thời gian, mắt môi dịu em ái ân, và giờ đây mình anh cùng lời ca tiếc nuối. Giờ đã xa nơi tầm tay người ơi, nỗi đau âm thầm trong vắng bước chân buồn tay, phố khuyên lẻ loi nhớ em ngày nào, vòng tay ấm áp yêu thương vẫn nhớ em. Dù đã như mây mù khơi, và giờ đây mình nghe cùng lời ca tiếc nuối. Tình giấc mơ em yêu, anh vẫn hát em nghe và vẫn hát với bao niềm đắm say. Này người yêu hỡi, về lại bên anh, dù cho một đêm trăng sáng, một
một ngày chia tan. Sao mai đâu non, còn tôi sao hôm mỗi tối. Thank you.
Còn nhớ không anh ngày nào đôi ta bên nhau, tình ngất ngây đam mê sao giờ đây xa vắng. Chiều qua trưa để nắng thôi hương sầu, từng hạt sương lắng đọng tìm đến nhau. Trong cơn lốc nhớ thương bừng cháy, ta lắng nghe âm thanh ngày ấy, bao tiếng cười, bao tiếng nhạc buồn đắng say. Giờ nơi đây quạnh vắng với cung đàn, hồn lang thang bước lạc vào ngõ hoang. Từ giây phút chia ly ngày ấy, trong giấc mơ tiếng yêu gọi mãi, nghe đáy tim bao ước mơ vẫn tràn đầy. Từng chiều nào dịu nhau giữa khung trời thiết tha, chuyện chúng ta trong ánh mắt thay lời, trên một thoáng môi cười, phút quay mặt buồn là bước chân vơi. Từng ngày qua lòng vẫn không phải nhường, người dù xa vẫn còn lại với ta. Vẫn thấy hương thơm làm tóc, ta vẫn nghe trái tim thầm khóc khi đắm sâu trong giấc mơ cuộc tình. Thì bộ này 8 triệu nha người. Rồi, bộ này 8 triệu nghe cực kỳ hay luôn, quá nhiều chức năng luôn. Con này thì chơi được ổ cứng, giải mã DSD luôn người. Còn cái giải mã PCM thì nó lên tới 32 bit 768 nha, cực khủng luôn. Nó sẽ đưa cái upsell lên cái tín hiệu lên 32 bit 768 và nó xử lý xong nó xuất ra, nên là âm thanh khá là dày dặn chi tiết luôn. Nhìn nhỏ thôi chứ đánh cái cặp Bose 301 5 là mã bass 20 khỏe re luôn người, rất là khỏe. Ok, thì con này mình mở lên sau mình coi nha. Con này mình cũng giới thiệu nhiều rồi. Một cái dòng mà về cái giá với lại so cái chức năng nó là khá là tốt nha mọi người. Những ai mà chơi nhạc từ ổ cứng và chơi nhạc từ cái cổng quang thì dùng cái con này là rất là hợp lý nha. Ngoài ra nó còn có chức